Dạ con xin mến chào cô chú anh chị em. Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 11, một ngày rất là đẹp trời. Con có lên được 2 clip, một clip phôi mai và một clip mai thành phẩm. Đầu tiên, cây này là cây số 1 của ngày hôm nay, một cây mai thành phẩm thác đổ. Nó gọi là không phải gọi là thác đổ chuẩn, nó chỉ là một cây dáng huyền. Nhưng mà con đang biến tấu nó lại, con cho nó ôm chậu giống cây ngày hôm qua. Con rất là cảm ơn cô chú đã ủng hộ con clip ngày hôm qua, rất là mau lẹ ha. Cây đổ và những cây mai phôi con đã bán hết rồi. Cái này một cây mai dáng huyền đang nằm chậu cũng bự. Cây mai này tại vì sao con quay tổng thể của chú chị xem. Cây mai này cây dáng huyền nhưng có cái này đang nằm trên một cái chậu nó bự, nằm trên cái chậu nó bự quá, bởi vậy nhìn cây nó không được cân xứng lắm theo cái chú. Nhưng dàn bông của nó thì tuyệt vời, của chú ấy hồi nữa cũng sẽ ghép hình mặt bông lên đây. Rồi cây số 1 đầu tiên của ngày hôm nay, cây mai dáng huyền. Tại con nói nhiều quá rồi con bị cảm luôn. Hoành thì nó không lớn hay cô chú, nhưng mà cây mai thì cực kỳ lớn. Hoành nó chỉ có 20 thôi, nhưng mà nó có một cái củ. Củ con đó đây là được 42. Nó đế thì rất là đẹp. Tán ngang của nó hiện tại bây giờ là được 1m2. Tán ngang 1m2, chiều cao của nó là được 57. Nhưng mà nó có cành đổ, để con đo đây. Nó có một cái cành đổ xuống là được 90 hay cô chú. Cành đổ là 90. Cây số 1 đã quay của chú anh chị xem ha. Cây thác đổ bông thì rất đẹp ha. Cây dáng huyền. Cây này thì cốt cành của nó trong thì bao phê luôn. Rồi quay gần lại anh shipper ơi. Đó. Đây vàng trong của nó. Đế thì cực đẹp ha. Có thiếu cọng bên này, cọng nó hơi nhỏ. Còn cốt cành nè, cành đổ của nó rất là bự nè. Bự hơn ngón tay cái nhiều ha. Đó của chú anh chị xem. Cây mai này không có mặt cắt, mặt thẹo gì, có mặt cắt nhưng mà không có thẹo trên mình cây hay có chút. Không có đáng. Đó. Dàn bông trên mai này thì nói chung cũng được chứ, chứ không có nhiều bông hay có chút. Cũng được thôi. Đó, cây rất là đẹp, cây số 1. Đó, quên con đo cái chậu nằm chậu mấy nữa. Hiện tại bây giờ cái chậu đang nằm chậu lọt lòng 60 hay có chút. Lọt lòng 60. Cây số 1, một cây mai dáng huyền. Đây con đang đứng kế bên thì chị xem thì con cũng tả luôn ha. Đó là một cái cây mai dáng huyền, nó cong thẳng xuống dưới nhưng có cái con nẹp dây vô á, con cho nó ôm cái chậu vô luôn nha. Nè, ôm chậu vô luôn nè. Nó ôm từ bên này qua tới bên này. Nó về sau cô chú chị muốn nuôi dài ra cũng được đó. Rồi, cây số 1 đầu tiên clip của ngày hôm nay con xin phép giao lưu giá của chú chị em là 10.500. Con bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Số điện thoại con 0912256200. Giờ con lên cây số 2. Dạ rồi, bước qua clip ngày hôm nay, cây số 2, một cây mai dáng sầu hay cô chú. Ở quên, xin lỗi cô chú, một cây mai sầu nó giống như con cá sấu vậy đó. Cái phong tàn của nó thì con nói cô chú anh chị kính luôn. Cây mai này thì con cũng nói cô chú anh chị em thì chủ vườn ba bông đẹp, nhưng mà về đây thì con cũng nói chân thành với cô chú là nó ra được có 5 cánh. Nhưng mà không biết đợt tới nó ra nhiều cánh nữa hay là không. Nhưng trên này thì nụ của nó là dày đặc hết trơn luôn hay cô chú. Đây con quay tổng thể của chú anh chị xem trước. Rồi con sẽ bước qua thông số ha. Cây mai này thì nó là một cây mai sầu, nó giống y gan cá sấu luôn đúng. Nhưng mà dở cái này thì con để trên này thì con lên đây con giới thiệu cho chú anh chị xem luôn ha. Tại có bôi keo sù vô thì keo sù trên mặt cắt thôi, còn mình nó thì vẫn là sù zin rồi. Đó, quá đẹp cô chú ơi. Rồi giờ con quay trước cái mặt tiền của chú anh chị xem ha. Một con cái mình giống như con thú, con cá sấu vậy đó. Hoành thì không lớn ha cô chú. Những cây mai này hoành không lớn, là mình sưu tầm mà. Hoành thì con đo cái dòng eo, eo của con cá sấu này là nó chỉ được có 25 ly thôi. Nhưng mà cái mình dài của nó từ cái đuôi tới đây được 40 hai cô chú. Tán ngang của nó, tán ngang của nó coi như là được 1m5 rồi. Chiều cao của nó là được 50. Cây này đang nằm chậu lọt lòng 37, dài lọt lòng 57, số 7 quá đẹp. Nó quay gần lại đây bạn ơi. Đây, quay gần lại đây thì con cũng tả cho cô chú anh chị xem. Nó là một con thú hay chú. Đây giò. Còn mình bên đó là mặt tiền đi, cô chú anh chị nhìn thấy không? Nè, xù hết nha. Cái mai này là cây zin chứ không phải cây ghép. Cái đọt chủ của nó rất là bự nè, chứ không phải là lỏng la lỏng lẻo những cái cây mai bằng những cái đuôi đũa đâu. Đó, cốt cành ra nè, cành bên này rất bự, còn đuôi thì nó hơi nhỏ. Nè, đuôi thì nó nhỏ hơn ngón út em chút. Mặt bên này thì cô chú anh chị xem. Ê, quay nụ cho mặt bên đó trước đi.
quay gần lại đó, cô chú chị thấy không, nụ thì quá trời nụ luôn, nhưng tiếc cái nó ra bông có 5 cánh à. Đó, nhà vườn thì bao em bông đẹp thì cái này thì thôi nói chung thì lên đây thì em không bao bông đẹp cây mai này ha. Đó, đây đây là mặt hậu, đó đây mặt hậu ha cô chú, hai chân xuống nè, nó sầu sầu thì giáp luôn. Đây quay gần lại đây, đây là keo keo gì ta, keo tạo sầu đó, mặt cắt ngày xưa nè có làm, nhưng mà đợt tới này thì con cũng khuyên cô chú những cây mạnh mình xài nha, những cây phôi đừng có xài những keo này, keo sầu thì đẹp lắm nhưng có cái là những cây phôi á mình mới trồng thì không có nên xài này ha. Đó, cây mai thì cốt cành nó thì quá đẹp cô chú. Này thì mình những anh em nào mê những cái cây mai sầu á, thì mình sưu tầm những mặt hàng này về, nó rất nói chung thì tìm những mặt hàng mà dạng thú tàn ấm đã khó, huống chi mà được cây mai sầu gì đó. Cây mai này thì em không bao bông đẹp ha, cây diêm đó, nó là bông diêm thôi không ghép. Hôm qua tổng thể là cô chú chị xem đây, đứng ở bên hông này thấy mặt em à, nó một cây mai hình thú sầu rất là đáng để sưu tầm nha cô chú. Rồi đây, đây là mặt tiền của nó, dạng tàn của nó nè, nó là một cái phong gọn cây, nó tàn thì nó không cao nhưng mà tề bề ngang nó tới 1.5 m, nhưng mà cái chiều cao nè, chiều cao nó chỉ có 5 mấy thôi đó. Thì cô chú chị chơi bonsai thì những cái phong này thì mình để nó cũng gọn nhà ha. Rồi cây số 2 là một cây mai hình thú sầu, con xin mộng phép giao lưu, giá của chú chị em là 11.500, con bao ship toàn quốc Việt Nam, số điện thoại con 0912256200. Hy vọng sẽ được cô chú chị em ủng hộ con clip này, cô chú chị đi ngang nhớ cho con một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho con. Giờ con lên cây số 3. Dạ rồi, bước qua clip ngày hôm nay, cây số 3, một cây mai cũng gọi là cây gián huyền, nhưng mà nó dạng như là nó một cây hồi đầu gì cô chú, con tưởng tượng nó ra vậy đó. Để con quay tổng thể của chú chị xem, con mới thay chậu đó, cây này sáng nằm chậu nhựa, chơi nghệ thuật mà để trồng chậu nhựa vô nhìn nó kỳ quá đó. Cây mai này thì vàng bông nó vẫn đẹp hay cô chú, con vẫn ghép ra thành mặt bông tại vì nó chung lô, nó chung lô với cái cây số 1, quá đẹp cô chú ơi. Quanh nhỏ nhưng mà đường thân nó quá nghệ thuật, có thể mình nếu mà mình tết đến cô chú chị bứt lá ra thì cây mai này á nó mình giống như nó là cây gió lùa vậy đó. Rồi giờ bước vô thông số cây của ngày hôm nay, hoành bé xíu xiu, hoành eo con đo ở đây là được 25 ly, cái củ đo đây, củ này con đo được 32, cái tán cao của nó, cái này khó đo quá ta, cái tán cao của nó hiện tại bây giờ là được 50, tán ngang của nó là được 1.2 m đó. Quay gần lại coi chân cành bạn ơi, anh shipper đó, nhẹ có anh shipper anh quay clip hay lắm. Đây nó là một cây mai lùng lực hay cô chú, nhưng mà nó cành đây, nó cành là nói chung là uống toàn bộ, nó đổ xuống dưới hay cô chú, có thể mình bẻ xuống dưới được nữa nhưng mà có cái con thấy nó không hợp lệ mấy đó, cốt cành thì bự hết nha chứ không phải là bằng ngón tay út em đâu, ăn lên nha, cây rất là bự nè. Đế thì đế cũ, nằm trên một cái chậu ống hay cô chú, nằm trên cái chậu ống, dàn dày xương của nó thì dày đặc. À, tại vì cô chú anh chị nhìn thấy những cái cây mai mà có những cái cây mai mà dạng như là cây chật thì bên em thì rất là ít lên ha, cây chật dạng như tàn đào mà tàn nó kín thì bên em sẽ lên, còn những cái cây mai đa số thì mai vàng miền Nam bên em thì lựa chọn những cái cây mai phôi mà nó nghệ thuật để em lên ha cô chú. Đó cây số 2, hiện tại bây giờ là cây số 3 chứ, cây số 3 đang nằm cái chậu ống, lọt lòng của nó là được 40 đó, chậu của nó cao của nó là được 38, tổng thể từ đỉnh mà tới cái mặt chậu thì nó được khoảng chừng 90 hay cô chú. Đó cây số 3, một cây mai dáng nghệ thuật đó, cây nói chung cũng rất là đáng để sưu tầm, mặt bông thì con vẫn bao của chú, mặt bông đẹp. Cây số 3 con xin mạng phép giao lưu, giá của chú chị em là 5.800.000, con bao ship toàn quốc Việt Nam. Con rất cảm ơn nãy giờ cô chú nãy giờ đã theo dõi hết cái đoạn clip của con trong ngày hôm nay, hy vọng ngày hôm nay sẽ được cô chú chị em ủng hộ con từ 1 tới 3. Con giá con đưa ra là con bao ship toàn quốc Việt Nam cho cô chú ha. Kính chúc cô chú chị có một buổi tối xem biết thật vui vẻ. Cô chú chị đi ngang cho con một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho con. Con xin chào tạm biệt cô chú nha.